Ok anh em bạn, và chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với Bass & Bass số 10 năm ơi. Hôm qua thì đánh một 8 con lệnh bài Bass dương lịch này nọ các kiểu thì không có vô gì đâu ơi. Còn đó thì chỉ có một ít đồ. Và lần này thì tiếp tục 12 con Bass đại nha, 12 con Bass đại nha mọi người. Ở trong rương này 8 con, với con ngày mi này 3 con nữa thì sẽ đánh ngày hôm nay sẽ 12 con Bass đại. 12 con Bass đại và khoảng vài chục con Bass đặc biệt nữa nha anh em. Đó, Bass đặc biệt tí nữa đánh xong. Chắc là có thể Bass đặc biệt sẽ đánh vào lúc 12 giờ đêm. Đó. Bass 60 này anh em đang xem thì đừng quên ở lại cho một like xem hộ cho anh em ơi. Tầm này thì Khải với anh Tùng đứng đánh nhau, đánh phụ đánh rất là nhanh em ơi. Là cho anh em xem sức đồ của anh Tùng, bữa giờ anh em hỏi quá trời rồi. À quên, trước khi đánh thì cho anh em xem xét may mắn này em ơi. Đây, xét mắn, ôi năm đọc nữa. Xét mắn anh nè. Khải cho anh em xem xét may mắn nha. Xét mắn mới mở hôm qua anh em. Đây. Đây, mấy 25 đồng sát. 25 đồng sát là 50. Kèm với nhẫn là 55. Kèm với giá chuyền 7 là 62. Ôi, thiếu mặt nạ rồi. Là Khải phô gì lát mặt nạ nè. Mặt nạ nó là mình bán 67 nha nè. Là Khải nhiều lát mặt nạ nè. Ôi, thiếu mặt nạ rồi. Là Khải cho nó một cái thân phù. Phô gì nè. Nó có một mặt nạ mình mang đem một đàn bói đại quang luôn được, cho nó một thân phù đây. 23 bên này thì đánh bất đại thôi, là cứ gần chết Khải sẽ bói cho anh em xem đồ nha anh em. Con này họ chức ra một thủ lý làm chậm là ngon luôn. Đây nè anh em ơi, vừa rồi anh Tùng nhận cái top 2 top 1 bao tay thiên quang. Bao tay thiên quang, kim quang, bao tay kim quang. Còn thủ lý 25, phục hồi làm chậm 40. Đó. Rồi nón này nón xanh, áo này áo xanh. Rồi đai lưng sinh lực và thông pháp làm chậm 40. Giày tóc 30, kháng hỏa 20. Là cái nỏ và con ngựa 45 minh chủ. Đó. Và một ấn 25 phòng thủ. Ô, anh không mang ấn 25 luôn. Ấn 25 cất nhà rồi, chắc đi chan em ơi. Đó, nói chung là vừa rồi nhận cái top này nè em ơi. Phá thì thôi Long Đàm ơi, tại vì có vài con mà phá thì thôi nè. Thì thôi chứ. Rồi. Rồi. Ồ, giận. Tết giờ mấy cái đàn quỷ mà mua phóng binh tao có đừng quên vậy, đừng mấy mua phóng binh thôi. Tao lịch sử giao đang du là đừng mấy mua cọc phóng rè. Má nó may mắn chứ trời. Nó mua đồ ông lúc nào cũng vậy, mua lần là để lại hết rồi. Mua cũng hớ rồi, nó là để lì xì chăm mà không để không được cái đồ mấy lì xì 500 xu. À máu đỏ rồi em ơi, máu trắng rồi, máu gần chết rồi nè. Này 20 mấy rồi kìa. Ghê đấy chứ. Giao dịch. Này nãy bị rớt tiền nè. Giao dịch. Nice ta. Đổ máu trắng rồi nè. Rồi, bị làm đồ, thử được gì đây? Chanh máu rồi, chanh máu rồi. Tầm đảo đại này chanh máu hay là em ơi? Rồi, làm đồ. Làm thì được gì đây? Ôi, vô đồ xanh này anh Tùng không? Đồ xanh, chúc mừng, thái xanh quá trời. Em bói rồi đã. Có những lạc nhiệt tinh này em ơi. Bói, nhiều đồ quá. Số. Bon. Trời ơi, sinh lực quá trời luôn anh Tùng ơi, đẹp gơ luôn mà. Không có một thủ lý. Chung. Đó là phần thủ lý của con dân thực vị ly, chung tôi cho đó. Đánh lưng một lý 20 thôi. Còn mấy cái rác này nè mày. Nhìn dưới kìa, nhìn dưới. Có những lan nhiệt tình nè. Rồi đứng góc đó anh Tùng vô góc lại anh Tùng ơi, bị em thả tiếp Tùng ơi. Vô lát ở đây. Rồi có những lan nhiệt tình nè. Lên nữa, chặt rồi, lên bước nữa. Rồi đúng rồi, ngay đó quẹo trái. Đúng rồi, xuống xíu nữa. Rồi
xuống xíu nữa, 530, 20. Rồi thả đi anh ơi, ok vậy. Trời toàn 500 sinh lực quá đẹp luôn nè. Thôi xong rồi mời, không sao. Đây lưng còn số vật lý. Cái này phải vô vô được gốc lá, anh Tùng thả có một con hả? Trời ơi. Chưa kịp thả con thứ hai rồi chết rồi. Thả nhanh lên, thả nhanh lên. Thả chậm quá chết rồi. Rồi ok, để đi mua đường máu rồi tiếp tục con theo này. Anh Tùng chưa kịp thả hai con nè. Đây mọi người tránh máu rồi mời, rồi đứng đợi nhịp đụng đồ. Tí nè mời. Ở vừa rồi Khải mới dắt con lôn lên em tí nữa thả 5 số con á. Lỡ nó dính con hiền giác thì mới ra còn có vua con lôn thôi là toàn nè. Rồi ok. Rồi, lâm tiên. Nhẫn này cũng sinh lực nội lực này, nên nội lực cao không? Để kiếm nhẫn 540 không? Cái này Khải sẽ mang ngược lại cái nhẫn chống kháng hỏa. Trong kháng hỏa bỏ nhẫn này ra mang một tay 500 phục hồi. Ờ cái này khó nhỉ. Nhẫn kháng hỏa chống nỗ lực cao cũng khó. Ai khui. Khui hàng. Rồi bị một hai đam này chết này mà. Đang đứng góc lát này nó không sao này, không sợ chết. Còn đường gió nè mi. Lâm đồ. Úi xời ơi. Một cái nhẫn nha nè. Lô. Để like cho anh em xem trên đâu mà tiêu rồi. Đây. Là Discord thì Khai ơi cho con em coi với. Rồi. Khui hàng con hồng mộc. Đù áo phục hồi không phục hồi nè, kháng lôi 26. Khui. Kháng lôi 20. Đù kháng lôi 28 nữa, không có phục hồi nè. Phải chướng chưa? Sinh lực nữa kìa. Sinh lực nữa kìa. Sinh lực một lực. Số. Mà dài kháng lôi chỉ có 15 không? Chọn nhận kháng lôi 16. Tiếp tục nè mà ra nhận tiếp. Có sinh lực một lực không? Tiếp. Đây âm tốc độ đánh còn có 55 mà. Một viên tinh thần bảo thật à. Mà lần này nó khả thắng bằng 3 con lên mà. Thắng bằng 3 con quốc luôn. Lấy dân Tùng không thả được á, thả chấp mất tiêu. Rồi, trong này rồi. Hui. Hai viên thị tinh, một viên tinh thần. Chô, 29 13. Rồi, max skill nha anh em. Mà đúp vô. Không lo 13. Đang coi lại. Max skill á. Đúp vô ra ngoài này nó muốn nợ. Rồi, 37 17. Cái gì á? Vậy nè, 37 nỗ lực. 37 nỗ lực hả? Nỗ lực nhiêu ạ? Nỗ lực 119, 120. Ngon không? Rồi bán có giá không phải? Bán được. 17 thấp quá, 27 bán rồi, 17 thấp quá. Này cho nên bán đâu có nhẹ đâu có. Bán xem chết. Nói chung là vậy được rồi, bán shop được mấy trăm vạn được rồi. Thì mấy trăm vạn tầm 500 xu đấy. Mua liền á. 27 là mình mua mình xài liền á. 27 hàng độc là có đâu nữa. Rồi, ok lên thả tiếp nè mày. 27 đây nhưng mà thấp 28. Đó là vị trí à? Thả luôn 3 con đi em. Ừ, để em thả luôn 3 con. Nãy anh thả không được á. Thả nó chậm chứ em thả dính phát 1 3 con là quýnh nhanh lắm. Rồi, thả vô góc không? Đó, vô góc rồi, lên ngựa. Rồi, để em thả 3 con quýnh nhanh. Rồi, tiếp theo thả 3 con tiếp theo Nam ơi. Go. Ổn, tuần sau thẳng lần 4 con luôn. Đó, vậy. Ôi, nói thiệt, có hiền giác thiệt không nội? À, hơn của em chuẩn bị con lôn nhá thôi toàn rồi. Thôi xong. Rồi vô lên phù lên đánh anh ơi. Dạ có hiền giác nó ra đồ ngon á. Hơn là con hiền giác em cầm con lôn lên thôi xong ấy. Ok vậy. Toàn rồi chuẩn bị sẵn con lôn thôi là cái bài bật ngửa rồi. Chúng ta là bật ngửa cả tem hết rồi. Rồi quýnh lên đây. Không, hơn là đồ mình chuẩn bị con lôn sẵn rồi. Đó, đứng góc lát là không có sao anh em ơi. Rồi. Dạ, yeah, mua máu à, mua mana lên đánh tiếp. Ê, mà sao là khác ai khác đây? Anh này stem quýnh khá chịu vậy, lướt. Gì, da tóc hòn lỡ bao, da tóc bụng lỡ bao, nó xốp đi. Để còn cuối anh em tôi phong đi. Ờ, này mà không có là nhiều phía bật ngửa rồi. Bật ngửa liền chứ, đang cái bật ngửa luôn anh. Đang cái bật ngửa liền.
Rồi đó vẫn làm quýnh ba con nữa, là tí nữa cũng ổn ổn là thẳng làm 4 con 5 con được, 6 con được, thả càng nhiều càng tốt. Đùa phê. Trời ơi, chết cùng lúc luôn. Vô vô vô. Đúng rồi, thằng chết. Ai quay quái này. Ai quái. Để tao quay cho. Rồi đứng tại chỗ đi, chứ chưa sao quay đi. À, dây 29, 23, 19, này 37, 2, cái này 27 là ngon, 27 có người xài. 27 là có tiền á, là anh mua liền á. Cái bàn thì nhắn, cái bàn thì nhắn hốt liền. Ở trong đầu 17 gì cũng được, cũng bán cũng một mấy trăm thôi, mấy trăm dạng. Đúng rồi. Nhắn 16 gì mà sinh lực này lực thấp quá đi. Nhắn à, 26 được. Nhắn đó cho xe. Quay đây, quay đây. À, thôi đứng góc lắc ngon ăn ngon nè. Giờ cái việc quốc thôi. Rồi, chờ đợi boss gần chết rồi, chúng ta sẽ bó đồ cho anh em xem tiếp theo anh em ơi. Anh em ơi, chết này. Ui, ra. 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 Bó nhằn cho đồ nhiều quá. 10, 30. Ra luôn. Nhận banh, ra luôn. Bó tay banh, ra luôn. Nhận banh. Ra luôn. Tỏ ra. Rồi, làm đồ. Để ăn nha. Để đến cùng một chữ con ấy. Nhị độ lưng lại rồi. Rồi ok. Áo dưới ngày mì lấy rồi. Ok. Ui. Toàn đáo áo trang sức các kiểu đà điệu nè. Đó. 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 Trời ơi, 3721 dòng cuối. Đó, nó dậy chán rồi đó. Chón đâu ta? Không có chón, nó dậy đã luôn. Rồi, rác luôn. Đây. Ok, còn một đường rồi giá. Rồi, vui. Còn cái mươi dưỡng mớ đồ nữa nha nam, mình coi. Ôi, cái áo chó không mươi không hồi nè em ơi. Rồi, đầy đủ nè em ơi. Rồi, được rồi. Ngày mươi giao dịch qua thì có đồ nào ở đây. Giờ đâu, ngày mươi... Ngày mươi giao dịch qua cho anh em xem. Lúc đầu đến ngày 10 nè, trường mình hòn rác nè, đại lực, gia bào, cao trung, lôi phòng, tinh hồng, cắt kiếu. Nói vậy không có kháng họ, quên không có phục hồi nè, giờ này chắc cũng sốt, chả ai xài. Bước lượng. Dòng 1 thì may ra. Rồi, cái gì nào, cái phần vũ lý ẩn 1 rồi không tắt cũng được nha, để lại nha. Không thấy. Tóc được một ngọc bội kháng bệnh 25 được ở đây lưng nam ơi lưng 22-30 cũng được rồi 40 luôn tròn tròn má cái đó 40 đẹp luôn á gì á đó 40 đẹp luôn á coi quay đó coi tìm cái đai phải đai không nam ơi có không á có nhưng mà nhé coi đai này 22-30 sinh lực trời cũng được ấy dùng 1 số 18 số đây số. Mấy viên số. Thứ này về đi. Quá hay. À tiếp theo. Được cái đai đã bỏ qua ngày 10 luôn. Giao dịch. Cái đai chưa được chóng 40, cái đó chóng 40 là đẹp ấy. 40 là đẹp nè, này chóng 22 10. Rác này. Rác này. Rác này. Rồi được ngọc bội rồi cứng banh này đó cho đẹp thôi, không ai xài làm gì. Mà cứng banh để cho đẹp. Khải Khải có thằng Huy nó hỏi cái đai á, coi cái đai con đưa nó. Ừ. Hay chán. Đai, cùi quá. Cái đai cái nón. Đông cùi quá. Cái đai cái nón. Nó canh đâu đó trời. Rồi, tiếp theo. Còn huyền giác hợp mộc anh em ơi, huyền giác mà lại hợp mộc nha anh em. Áo mang Canada, huyền giác mà lại hợp mộc. Rồi, này, rác này. Cái đai này. 6 năm dòng không? 5 dòng không? Có cái đai cái nón cái này cái bao tay lên đam phụ biết rồi anh ơi. Lên đam phụ anh em ơi. Lên đam phụ anh Tùng ơi. Còn lâu. Rồi phụ em ơi. Rồi. Bùa vô. Không có con huyền giác này á. Không có đường môn xấy lên độc nó chậm đam lắm. Chậm rì á. Gần chết rồi. Có lên. Hết đường banana luôn. Hai gì người tin là người này. Da tóc hòn lỡ bao nữa. Chú. Tóc chạy anh em. Má. Cho con tóc chạy làm gì không biết. Anh Tùng cố gắng sáng xíu nữa, khi nào em bấm ngân là rút nha. Ok.
Có mất này. Xây rồi. Mấy anh xây cần gì? Ba chữ vậy đây. À, ngưng tông anh, ngưng, phù, à, Đức Kiên Di Tơ, ok, rồi đổi tên nhầm thằng em. Đức Kiên Di Tơ à. Đức Kiên. Rồi, à, ngưng. Đức nè. Kiên nè. Di Tơ. Rồi lên phòng chờ bán đồ lái này Kiên ơi. Rồi có tên nhân vật rồi em ơi. Lên chờ bán đồ lái mà anh nha. Lên chờ bán đồ lái. Anh comment cái tên nhân vật của em đổi rồi đó. Lên chờ bán đồ em ơi. Rồi nó bị con mọc này chết gì đây. Đồ à, nó quýnh không mắc lên down luôn em ơi. Chấn máu không chịu chết luôn. Hôm nay hơi căng, con hiền giác hơi khó nè. Chấn máu không chịu chết nè. Không giống đam nữa. Đam nó sợ bị chết quá. À, chuẩn bị chết làm đồ cho anh em xem nha. Ui. Quỳnh em ơi. Áo mọc số. Đội giày 25-19 nữa nè. 25-19 số. Số. Nhẫn nè. Trời, nhẫn không đội 9 điểm. Chán gì không? Chán gì không? Áo rác luôn. Rồi, Đức Khải ra làm 4 con nữa thả nè mày. Nhận con đôi 9 điểm thảm quá. Rồi lần này thả lần 4 con nhanh Tùng. Đó. Cứ theo con đà lần thả lần 4 con lại. Sao chú bé hài đâu tiêu luôn rồi ta. Phụ gì cho anh em ơi, phụ gì thử được gì đây. Ôi chim đen đen này chú bí đằng hả, đang đi tấm phim nè mà sao nó. Ừ chim đen là chú bí đằng hả. Chú bí đằng đi qua thiên đế rồi. Đi thiên đế rồi. Nhưng sao chim đen đen còn ở đây. Không, chim đen đen bên thiên đế chứ. Ủa cái ạc chim đen đen sao còn ở trong bang mình mà. Đây là của thiên đế đó, của chú bé đần đó. Rác. Tại bên server lột có chú bé đần mà. Chú bé đần á là đưa cho thằng đầu gấu HDWR. Chú bé đần á, còn chim đen là chú bé đần hiện tại giờ nè, đang đi đóng phim nè mày bên hơi sao, sao ít thằng ảnh lại. Còn rác quá rác. Gặp bỏ chưa được rồi mấy chàng ơi. Rồi, tiếp tục 4 con này mày. Nó bảo là thiên đế cho nó cái ạc mà, ạc không có làm mặt thật gì đó. Rồi. Kêu cho. Cắt cầm mặt. Cho ngạc phun cho nó một tỉnh cho ngạc rồi đi qua bên đó luôn rồi. Ừ, định ngay. Bộ cái chắc cái đưa cho cầm mặt. Không biết chú bé hài, tấu hài. Tức. Chú đập đi rồi, cái chú bé hài, tấu hài. Chết mẹ gặp chung như vậy. Bốn con nè, thả bốn con nè. Rồi vô góc. Chú bé hài vô trong tấm kiêu nồng. Rồi. Có chú bé hài chữ rồi nghe rồi. Chú bây giờ chết chết đồ, làm anh em rối não luôn. Rồi ok, lên tiếp theo nè mai. Làm rương banana đó. Cắn lách cắn đồ làm rương banana nữa. Hello, 26 cái mình nha Trường ơi. Ừ, hợp lý nha. Quên nên nhớ đi mua cái ấn hả à. Tới nè, là cái ấn 30 xu. Đúng không, cái ấn chạy cho nó khỏe rồi. Tôi lại chạy qua kia lấy ra ít xu rồi. Giả đen rồi, đẹp xin 5 đồng lắm đúng nợ, chiếm chết luôn. Lần đánh tiếp Tùng ơi, lần đánh nữa Tùng ơi. Tê đi đánh rồi. Ok ok, lần này đánh 4 con á. Đánh 4 con. Đâu? Ba thôi, anh nó có 6. Ê, đồng hủy rồi. Cái team mana này đánh cho nó khỏi tốn mana, đỡ tốn hơn. Này đánh chắc khoảng mười mấy con đại rồi lại khoảng vài chục con đặc biệt em ơi. Vài chục con đặc biệt nữa. Rồi chết con thổ, con thủy mà chẳng có gì nè, giờ đánh con thổ này. Giờ đứng nhật đồ. Ừ, anh Tùng, anh có bí kiếm chiếu hồng mà hả? Ừ. Mua nhiêu kim vậy? 5 kim. 5 kim, bán lại em đi anh Tùng.
Anh làm bí kíp rồi. Không. Mà anh em sân hàng cái bí kíp 120 tiếp theo này. Đó, thủy này, cho tuần rác. Không được em chén quá nè. Tuần rác thôi em ơi, thủy tuần rác thôi. Đẹp nó bán đầy em ơi. Năm kim đầy mà vài bữa đầy mà. Ráng ráng chịu đi. Ừ, vài bữa đầy mà. Nè, nè em bán đồ nghe mi nè. Mở là đầy bán 5 kim không ạ. Nè, em đưa anh 2 kim rưỡi nè, anh ăn nè em đi. Gì mày? Có đồ thì anh để lại em rồi, không có anh thôi. Rồi, vậy tao 30. Thà mình bảo là người ta ăn 2 kim rưỡi, tao ăn mày 2 kim thì tao ăn cho được, tăng ráng được, mình bảo ăn kim rưỡi nữa. Vậy 2 kim rưỡi chứ. Tao có 2 kim rưỡi. Kim nó đưa anh 2 kim rưỡi mà, 2 kim rưỡi. Ừ, đưa đây. Em mà tiền, cho. Tiền ừ, ăn đi rồi có đồ thì để em rồi, còn không có đồ thì còn nhiêu anh lấy. Hợp lý không? Thì có cái gì tao để mày chứ tao có lấy gì đâu. Ê, nghe nói con bông tiêu 2 hiếm mà. Ừ, bánh 2 hiếm mà em. Tôi chừng anh ăn. Mai ăn đi thằng em ơi. Gì? Anh ăn hay ăn giờ? À, hồi nãy hình như lương em được nhiêu ta? Chắc 2 kim mấy á. Nè, lương tèo nè đó coi. 2 kim mấy lương á? Tèo đồng rồi. Như cũng phải 15, 17 buổi chứ bộ, đâu có đi thấp hơn đâu. 15, 17 buổi là mình tới 2 kim mấy? Tèo đâu? Tháng nữa, có tháng tèo. Chưa? Tèo 1 kim 3 em lái rồi mà tèo. 1 kim 3 45 xu em lái rồi mà hỏi lại vậy. Chưa em chưa có lấy mà. Ủa? Chứ sao trong này đánh dấu là chưa lấy. Trời ai nhận giùm không? Chưa lấy rồi ok nha, vậy. Dạ chắc là lúc nãy anh đập tên em mà gọi em mấy lần không có đúng không? À gọi tèo rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tèo đi đâu luôn, tèo đi đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ là bác, giờ là bác anh đưa. 1 3 1 3 45. Giờ là bác. Ủa có kim kia luôn không? Kim luôn kia là kim gì nữa? Ủa, có cái đó hả? Ừ, một lương tháng thôi, lương nào nữa. Tháng chưa hả? Ừ. Rồi tới. Ủa? Đây, tới đây đang đánh boss em ơi. Hiện tại Kim anh đỡ. Để đi, để ừ. Đi. À, tèo chưa nhận, đánh dấu. Ăn luôn hay là mai ăn? Đó, anh đánh dấu tèo chưa nhận đi. Đỡ nó lộn. Lúc này có nhớ gọi tèo. Mà không có mặt. Gọi mấy lần. Mày mang luôn chưa? Thì tao ăn cho. Rồi, trong đó còn con Kim mà, trong lương còn con Kim mà. Rồi, con này chết tiếp tục coi đồ gì nè em ơi. À, xây mấy cái nữa được. Sao là vừa. Rồi, vậy qua, để em nhắn nào qua cho. Xây mấy cái thường nó quýnh mình không nha em. Vô trong Zalo đi. chạy xem nó mấy cái đồ nó quất là mình nè em rồi bot đặc biệt rồi bot xanh anh em rồi đây xong rồi năm xử lý cho ok tới bữa nay mà chưa nộp top được luôn trời. Ừ ơi ở chỗ bạn lên đây ngoài nam hả? Ừ tới một level á, tới một level 113 nè mày. Đi tiếng già quá nhìn mặt chéo quá vậy. 114 đi hát hả? Tới 114 giờ đang rồi mới nhắn tin á, phải anh không? Ừ anh với ai? Ủa quên mình ngồi mà em nhớ mày. Ăn chưa? Ừ anh hỏi em nhớ đâu. Ở bữa nay mà chưa được nạp top ăn hội luôn. Quá trời nó mất. Nhiều quá nè mày. Con thổ này thấy đánh lâu quá. Nó quên luôn không chừng. Con thổ thấy đánh lâu quá. Gần chết rồi mà. Đi ơi. Không em qua đó. Duy. Gì anh? em ăn cái Asian cơ. Evan Su mua ở đâu á? Gì ép đi vành xu hả? Ờ mua okay. Hả? Cắn thêm cộng đâu có em thử ép chứ mua sao có lại hả? Ừ? Ép 10 kim mà. Ok. Tiếp theo bốn con này sẽ nói rồi gì đây? Mới cắn may mắn rồi nè, mới cắn mắn vòng tay rồi nha. Anh có điểm tống kim á. Khôi bị khôi. Mới cắn vòng tay rồi nè, vòng tay thiên sơn các kiểu rồi. Quá tứ còn đầy nè. Bây giờ nhật đồ mà lâu quá. Chưa chân máu nổi luôn nè mày. Vãi này. Quấn nhẹ nhấp nhẹ đợi nó chết nè mày. Đồ chết luôn. Mình quấn thêm mấy cái nữa. Thằng mày cứ do con thổ á. Thổ năm nay thấy đánh chậm quá. Có một con thổ còn chết rồi nè. Nhấp nhẹ cho nó vô rồi. Phun bùa luôn nè, mới đâu nè. Nãy hơi bị khô máu đó luôn. Mà hơn có đồ nè, căn không kịp luôn mà có được gì. Diệu cuốn, vỏ đang ngon. Ngon, giò đang nè em ơi. Cuốn giò đang, hợp lý. Giò đang ngon.
Có một điểm giờ đang giờ đang ngon. Có mấy kim về tiền. Về tiền lời lời có mấy kim. Cái gì á? Quá thực sự gạch này không có may mắn. Nó chỉ có Thiên Sơn quả lộn. Trời ơi ra với từ chỗ đang thôi em cái gì đâu. Đi chỗ đang ok rồi. Ôi xin lượng lượng ngon nó được anh nào em nào cần cho. 520. Đó, đại với từ chỗ đang cũng trọng kim hơn. Ừ, chỗ đang ngon hàng hot anh em Tùng ơi. Chỗ đang ngon nha. Đâu phải con nào cũng có đâu. Thì anh xui anh phải đánh nó mới ra chứ anh không đánh sao nó ra thì anh xui mà đang ngon ý người lấy trước giờ đánh lấy một sào cũng ra mà lấy một sào rẻ hơn mà nó ra luôn á lấy một sào cũng ra hôm qua ra được thiên bang á cái cuốn sào nó rẻ hơn cuốn gì cả sao anh cuốn tím tím ấy cái quyển tím tím ấy. Quyển tím tím là cái vi phong chứ đâu phải cuốn gì đâu quanh shop mà đâu cuốn tím tím đâu ta đó là dạng như là cắn mát nó gì đó. Đây là bí tịch giờ đang một kỹ năng anh ơi. Cuốn này thì một điểm kỹ năng giống như Võ Lâm Phong Tịch này. Mà hàng hiếm là họ loại đại á. Loại đại á. Tèo ơi. Em nghe anh. Lấy ạc mình sẽ thành bát đi. Giao dịch mình đã ngừng đam rồi anh em mà thực sự. Tiếp tục này, con tiếp theo này. Con thổ tiếp theo chết nữa này anh em. Con tiếp chết nữa này. Em đưa ạc cho anh nữa. Con thổ thì con thấy nó đánh chậm quá. Nó không rút máu được. Vì sẽ thành bát đi tìm cho anh. Không rút máu nổi luôn mà. Ừ, chúng đưa tim này tí lấy tim của con Khải mình đi là vừa. Không dám đánh luôn. Okay. đi ghép bắn cho anh này. Bây giờ đi kiếm. Sao có lấy điểm trong kia mà không lấy đâu cho. Tao đến mua của thằng Long được Long kêu quá. À, mua khác là tao chém liền luôn. Lâu. Duy đâu Duy có lan Duy ơi, Duy ơi. Lấy ra. Duy ơi. Ép. Anh đưa cho mấy anh đổi kim bảo ra để em bán đồ bớt anh ơi em còn đồ quá trời chưa bán hết kim đâu ăn ok xong alo anh đưa cho bài anh ủng hộ cho xong thì xong đi em bán được em bán đồ em gom thì em nhắn tin anh alo ok anh gửi cho mấy anh anh kim kim biết đồng xong anh gửi mấy anh anh em thứ sáu từ này quýnh trong thành chiến không kêu phụ tôi nha anh em. Ôi dồi, bên này lo chuyện không nổi nên vô đợi biết ai phụ kịp gì đây. Thấy bên này chuẩn bị quýnh qua quýnh phụ người ta quýnh con bốn tiếp qua. Anh đánh cái gì đây? Được rồi tính bây giờ bên này lo chưa xong ra vô đợi chết á, cùng ngày là chịu rồi. Quýnh trong thành chiến. Cùng ngày là bắt tay. Mai ngày thứ mấy? Đánh đầu đánh. Anh nay đâu ta? Rồi xếp tới giờ khó lắm. Cùng ngày giờ khó cho. Anh hỏi anh kia có lấy bài bót đại không anh? Bót đại rồi con giao dịch tới đâu nè? Thủ này nó chậm quá mà. Không dám đánh luôn nè. Anh không chơi bót đại hả? Không. Không dám đánh luôn. Không ai đánh. Chơi đánh mất. Không dám đam luôn nè. Tầm này đam vô là chết luôn nè. Không dám đam xíu nào luôn. Này cho ông này bạn ơi, về xuất dương giao dịch rồi bạn ơi. Đừng cuốn này cũng được anh em. Vũ đợi từng này vô đó đánh mỗi người một ảo sao thiếu. Còn vũ đợi chạy ừ. Rồi. Chạy đi phong. Mỗi người bốn ảo sao thiếu được. Ừ, xài thành bắt luôn phay ơi. Ủa gì? Chứng máu rồi, chứng máu rồi. Đợi tí nè. Thay một hai phát. Rồi, khui. Đưa đại lực rồi anh em ơi. Đại lực thì có sẵn mà. Lực tay 2k2. Rồi. Đó, ok chưa? Không thiếu phát xuân nào luôn nha bạn. Cái gì mời? 11 mà, ông đếm sao 10 ông? Ủa 10 à? Mời, 2 đam mà chết. Lên đó, lâm tiền. Đại tịch với cái thiên bang. Đây hình xui anh Lâm ơi, chứ không phải là bốt nào ra cái đó đâu. Thiên bang, ra tiếp thiên bang nè anh Tùng ơi. Thiên bang. Rồi, khui. Thiên bang hả? Ờ, thiên bang. À, lên vô đây. Bạn em bấm lại lên cho em coi anh ra cho mình nha. Sợ gì nữa, đúng không? Lấy các bạn nó bán được bài cho mình nữa, bằng sợ gì nữa. Vô đi anh. Lệnh bài gì ta ăn 3 con mà được có 4, một cái lệnh bài đặc biệt là cái lấy gì ăn bạc. 20, 40. Anh coi chừng ăn của em rồi. Thôi, chị tuyệt nha. Nguyên con bon tiêu luôn á. Là con bánh số 2, tao là thấu tiền lưu cho bạn, cho em luôn. Đủ mới coi chừng nguyên con luôn chứ, đừng đánh chơi à. 5% nha. Ok. Còn một con thiên bang rồi hết đâu. Rồi giờ con đại lực lỡ bao qua lấy cuốn đại lực lỡ bao này cái bao đại lực lỡ bao rồi đây 21 này cái gì không
19 bung 10 ra. Vừa ra cái của Thiên Vương là cái gì hả Khải? Để mình coi cái này hay tìm này. Ngủ độc. Kỹ năng anh ơi. Kỹ năng Thiên Vương 3. Kỹ năng 4 cái đều là kỹ năng. Tất cả đều kỹ năng. Ừ, không có tiềm năng. Hôm qua em cũng kỹ năng cho Thiên Vương 3 cho anh Long luôn, không có kỹ năng, không có tiềm năng luôn. Đa số kỹ năng anh. Giờ lại bán 2 kim trời. Đa số kỹ năng không. Hôm qua có người trả giá 2 kim anh Long không bán á. Đấy, rác này mà. Rồi, tiếp theo. Ra. Thằng con mất lại này không ra đồ nữ à? Tổng đồ nam không. Rồi, tiếp theo. Từ nãy giờ để ý luôn trời. Lần anh tiếp tổng ơi, của bắt hồi lâu tổng ơi. Mất nam mới ra đồ nam chứ. Con này rồi thả tiếp tục, còn 4 con tiếp theo là hết bất đại nha nam. Rồi. Lên phụ đánh em sau. Lý bọc sầu. Kỹ năng. Rồi, thả tiếp 4 con nữa nha nam. Hồng không. Thứ này thằng 4 con nữa. À hai cái đặc biệt của thằng này cũng vẻ hơn mình bay. Rồi chuẩn ra nguyên con ngựa luôn bây giờ nè. Cắn may mắn được chưa? Cắn rồi. Rồi. Cắn được. Chờ đợi ra siêu phẩm ơi. Quên em ơi, cổ bắt chết. Đó. 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 Không phục hồi đó. Rồi, toàn rác đa số rồi. Nó cũng giống nó cũng giống như một cái gì đó một bot kia thôi. Chô, đó luôn, 19 điểm. Nãy mở cái kia là gì? Đừng nó quán bình thạch nha. Ờ ram mặt bạ may mắn năm. Rồi, nó giao dịch ngày 10 qua thử được chứ nhỉ năm ơi. Ngày 10 nhận không có lễ bao mới kiếm luôn rồi. Con này không vừa rồi không có gì. Rồi mít. Rồi vô góc. Rồi ngày mai giao dịch mới được gì nhỉ? Bình thường anh ăn bốn ạc có gì đâu. À áo này. Rồi có mấy cuốn hả cuốn? Mấy cái? Rồi rác này mà. Mấy cái đặc biệt mấy cái xanh. Không có đồ gì hết. Không có xanh nhưng có đặc biệt. Nhận có được mớ tinh hồng á. Gần được chục viên tinh hồng á. Kỹ năng gì bán bao nhiêu? Kỹ năng 500 xu. Chứ nhiều không? Rồi đã lên thả bớt. Rồi bán hai cái này đặc biệt hả? Từ vậy tôi tính. Đâu, hai cái đặc biệt hay mấy cái đặc biệt? Để xem đã chưa coi hết rồi, để anh đèo. Rồi phụ lên đánh tiếp anh Tùng ơi, bốn con cuối Tùng ơi. Phụ lên, phụ lên. Có gì đâu lấy. Cái đồ không lấy đồ thôi. Còn lại gì đâu lấy. Lộ đồ lấy gì. Phụ lên Tùng ơi. Anh lên vị trí ạ. Đi hết đi. Đi đâu lấy hết. Cho mình chứ làm gì. Cái con ngựa cho mày luôn. À thử cho mày em bữa rồi. Rồi, họ hỏa thủy. Khùng quá lấy người làm gì, cho mày lấy người làm gì. Ao này được 107 em ơi. Rồi bốn con tiếp theo nè em ơi. Họ hỏa thủy hài nhân ngã các kiểu nè. Đại lực phi tốc cao thiên hoa. Gia bảo. Và đi đèo ơi. Gia bảo. Ok. Đóng hộp đâu mấy gái. Anh Tùng có bán không gì gì lấy giao dịch lấy kim luôn lấy đồ anh Tùng lấy boss luôn Tùng đánh tiếp. Bù. Bán này bán xa cà giờ cũng được. Gọi mấy con rau. Rau chờ bán lít nhất mệt. Một lý mặt sầu. Hai đặc biệt. Không quên nhầm. Từ đợi tí nha. Không được rồi Long ơi. Gì? Nốt bốn cái này đi ngủ đã buồn ngủ quá. Từ tức tức okay, rồi. Ok anh ơi. Hả? Nay đặt thẳng không phải rồi. Đâu. Có cái... Có cái nhẫn bạc ấy không? Bó đại này lâu thật. Mong chờ vào, hai con hỏ này thôi. Để anh ai mất tiêu rồi. Hai con hỏ thôi. Thú lý làm chậm. Đâu. Khui khui khui. Gì đây? Có dòng màu xanh này. Thông pháp. Thông pháp. Đúng anh Tùng kết thúc này, không có đổi luôn nè. Giờ không có mang may mắn á. À, chưa kịp báo chết nhanh dữ nè. Lên lưng thông pháp. Cái này đây là mặt nạ đẹp quá ta. Rồi mặt này đẹp hơn nè. Đúng đó. Rồi đến hồi tiếp theo chết nè. Giao dịch trên trang mặt và cho bộ có bộ mảnh không? Mà có trai không á? Không trai hả? Không không. Không trai thì lấy bộ mảnh làm gì? 13 con chết lần nè. À, lấy cái nhạc riêng bộ bao nhiêu bạn đi
Hả? Lấy nhà chuyên kiến về lập bàn đi. Lập bàn làm gì? Ừ. Mày nhớ ra cái thằng nó làm cái thằng đủ luôn. Đủ bà tiền trưởng à. Bộ hoài mạnh luôn. Ông anh của anh hả? 13 nè. Bà còn chồng máu nhau khó thấy nè. Bà còn chồng máu. 13 luôn chứ đâu. Chưa Văn Thiên Nguyễn anh ơi, chưa anh ơi. Vẫn đang rau nè, vẫn đang rau. Bộ 10 anh ra đúng không? Đại lực, đại lực. Nói sao? Ý là bộ 10 anh ra đúng không? Ừ. Anh có dùng không? Coi bộ cũ mình là tới ngày mấy? Bộ cũ mình tới ngày 5. Là 10 ngày nữa hết rồi. Bộ này tới ngày 2. Thôi liệu được đi. Thôi liệu được đi. Bộ em lấy mùng 1 tháng 3 thì hả? Máy người máy 11 tháng 3 hả? Mùng 1, mùng 1, mùng 1 tháng 3 là. Em đến mùng 1 tháng 3. Mùng 1 tháng 3 là mày gần hết rồi. Ừ, mấy hôm nữa thôi, 4, 5, 5 hôm nữa. Rồi, quay khui ha. Đi tìm bộ. Tính ra 13 con, 13 con thu là được nhiêu đây? 13 con thu được là như này. Gì em? Lấy bài lên bài phong đổ nè. Tôi nhát đi rồi. Ờ, nhạc, nhạc. Để, đi lấy. Hôm nay đi phong độ. Các tiêu lộ đi lên đi xuống mấy. Phô. Đấy, bảo phong độ chỗ nào theo ạ. Hả? Ờ, bác hả? Ok, ok, ok. 20. Một phút. Pháp. Pháp. Lóc giá của đã. Thông pháp. Trời ơi, thông quá trời luôn. Trời, thông pháp sinh lực lực. Ôi, nát ơi. 140 sinh lực lực nam ngon này. Trời, thông lý 4 điểm. Đồ. Áo. 130 shop luôn. Anh Đồng chắc buồn ngủ luôn rồi quá. Shop. Còn lại là nhật độ tiếp được mà. Theo đâu? 140. Em qua đây anh. Đúng 140 cho anh em trong bang. Đứng im. Nào, ok. Anh Như Hương cái bộ đó, kim rưỡi bà đi. Tình không. Ừ, về kim rưỡi này. Cái gì? Mua bán cho Như Hương mà. Shop. Gửi dấu. Em còn 5 ngày nữa. Làm 120, sức lực lực. Em có mua không? 40 cũng được nè, 40 triệu. Mắc bộ 15 hả? Ừ. Vậy thôi. Hoàng kim tôn giả là ở đâu? Anh cứ dùng đi. Mấy đứa không tìm được. Anh còn lâu mày hơn em nữa mà. Bảo thật. Hoàng kim tôn giả ở đâu mày nói? Mày chết nữa nè. Mày bước cho Hoàng em ơi. Đổi mất tiền vạn đấy. Nhiêu anh? 100 vạn, 200 vạn của mấy chục vạn đấy. Toàn rác thôi em ơi. Đây là bây giờ bước rác ra cho anh em xem. Được hai cái món này thì 540 này. Đó, sinh lực lực. 540 sinh lực lực. Còn cái này gì đây? À, toàn nón 540 khá nhiều. Giày này dì sốt luôn. Giày này sốt luôn. Tinh hồng bảo luôn chặt rương. Hello Hồng Lê nha anh em ơi. Có cần chùm về đam không? Không tầm này được được rồi anh em ơi. Này đủ đam rồi. Cái gì mà bán cái này nữa. Ủa nộp cái kia được kia em. Chưa nộp được. Vẫn chặt rương đây. 12 giờ vẫn chưa nộp được hả? Qua ngày mới vẫn chưa nộp được hả? Nó phải bảo trì xong cơ. Rồi anh em lại ra đỡ rồi rồi. Rồi tiếp theo hai con tiếp theo. Một con thủy bị chết rồi anh em ơi. Thủy bị chết nè. Rồi khui. Nhạc. Rồi. Khui thủy nè. Phải đánh lúc đi em. Đồ, 5 6 giọng. Anh Tùng Khai ơi. Lắm rồi. Tí đánh dùng cái lý bạc sao được không Khai? Ôi, em đi ngủ anh ơi, ngày mai đây, ngày mai không hết hàng đâu anh ơi. 15. Anh Tùng cũng ngủ lắm rồi đấy. Trong rác. Cho rác nữa, 6 giọng không giọng gì luôn em ơi. Không thật rất vũ khí. Nghe cái thằng rất là muốn ngủ rồi, thực sự luôn là mình dứa mặt rồi. Qua anh Tùng gồng được mà, anh yếu rồi à. Hôm qua làm tức xem anh em đánh khuya. Rồi ra. Rồi còn con mộng nữa, còn con mộng nữa. Qua đi. Con mộng nữa. Qua cả tới 3 giờ luôn. 3 giờ với đâu. Có nên ngồi chơi 3 giờ sao? Nên ngủ sớm mơ nên mà quá. Qua 2 giờ và ngủ qua buồn ngủ đi. Được 3 đổi. Tầm trung thôi, không đồ nào rồi bán được luôn nè. Toàn đồ rác không. Ngọc bò này giữ như rồi, tí sốt luôn rồi đâu. Rồi, vui. Một cuối cùng. Con vừa rồi này được gì không Nam? Có cái quý tịch ở tận đó. Nó thế giới không? Không có. Vừa rồi không có. Ông Khải, xả con bó xanh ở chỗ đó được không Khải?
Được, cầm bóng xanh lên đây anh. Cầm bóng xanh lên đây, anh thả em đánh trong như này. Em đi ngủ. À, vừa rồi con này, không có đồ luôn. Ok Hồng Lê ơi, có, nếu có 3 đồ sinh lực lực thì có. À, quá đồ cho thì nhiều nhưng bán chưa thắng đồ nào đó mà bán siêu phẩm nữa bán. Sáng nay giao dịch là lái máy cũng bị tật luôn anh Tùng ơi. Xong con này đây. Ừ. Ừ, lái đây bán cho thằng kia đi. Lái vốn này mua. Tính là anh Tùng rồi lợi lỗ. Chắc lỗ vài kim. 13 con lỗ vài kim. 13 14 con lỗ vài kim. Nếu bán đó lỗ kim giờ là vô cuốn này nữa quờ này. Vô cuốn này 5 kim nữa quờ này. Nếu mà mua vậy thì mua con lý vật sầu rẻ hơn chứ nó cũng là bí tịch mà nhưng mà nó là rẻ hơn nhiều. Còn lý vật sầu thì đánh nó cũng nhanh nhưng mà nó đồ thì cũng hên xui mà ba đồ mọc không à, lý vật sầu toàn đồ mọc không à. Ý là nó cũng là bí tịch đồ như con kia mà. Chủ yếu anh tìm đồ phòng thủ lý làm chậm là mấy con phòng thủ lý làm chậm là từ bất đại này mới có chứ còn con lý vật sầu. Lý vật sầu đa số là hợp mọc không à. Mọc không, chăm toàn mọc không, thả con nào cũng mọc, đồ cũng rất toàn mọc không. Hồi chân máu không dám đánh nè mày. Chân máu nhiệt đụng trong cá là mất. Để tí nay để xong cái này á. Đâu trước đây. Ôi mà mệt quá để mai. Không đâu, có ba con đánh anh nay nhà xong luôn. Có ba con bất tiểu đánh nốt nhạc. Chẳng không. À ba con nghe thôi. Ba con. Ba con có ba con. Sẽ dùng cam con là chết nè. Biết đâu ba con về bờ thì nó lại kinh quá. Nó lại quá kinh. Mà có sắt. Được đa số là gần mua được bài gần được gần chục viên tinh hồng á, với lại tầm 5-6 viên thủy tinh. Chục viên tinh hồng khoảng 500 xu. 5-6 viên thủy tinh khoảng 300 xu nó được thu khoảng 800 xu bằng tinh hồng với thủy tinh. Còn lại là 4 cuốn bí tịch. Cuốn này ra cái về bờ này, ra cái vừa hồi vốn này, khoảng 15-16 kim hồi vốn này. Ra cái lên 16 kim hồi vốn này. Trời, nó không lên đam luôn em ơi. Không dám đánh luôn. Đó, hơn quá. Không có luôn, không về bờ được. Không về bờ được. Đi kiếp gì đó? Không về bờ được anh này. Đi kiếp gì 4 cái gì vậy? Ra vô nhận. Rồi 15-27 hóa chán rồi gốm. 25-18 xong. Ra. Ra. Ôi xong. Lồ 2 luôn. Lồ 2 điểm bạc. Ra luôn áo luôn. Rồi lên lầm đó chọc chỗ. Chọc tổng áo rác không. Rác không này mày. Áo rác không. Được như tình hồng bao anh này lái nè. 2-3 cái áo tổng rác không. À giờ tự nhiên bác anh Tùng ơi. Nhưng bác bà này bán sốt hết 15 muốn dạy cho bà dạy được cho nhà bung. Ôi được ra lưng hay đồ 28 không sinh lực. Trời cái này 28 có sinh lực thì vài kim rồi. Đồ này nỗ lực nè. 28 phải gốm 30 ngon nè. Xin lực nêu nó cần vút cho, để cho người mời. Anh Tùng ơi, anh Tùng ơi. Đây. Đây, mớ đồ từ cứ tầm trung rồi nè. Không trả cái đồ nào gọi không đâu. Rồi, anh kẹp tường trái này, kẹp tường trái này, quýnh thả luôn, sát vô. Xuống nhiệm nó, xuống dưới nhiệm nó. Đó anh em ơi, ở cái bát số 10 này thì đánh bất đại, đa số là bất đại thôi. 4 con bậc tịch. Tinh hồng có thật bên này, một mớ này, lái luôn này. Chặt rừng. Gia bào, đại lực này, cầm lại lực quýnh tông kim. Quýnh kia. Ở đa lưng này. Cầm tôi bài với bàn tay và thủ lý tầm chậm luôn. Rồi. Tôi đưa những đua này sao thì em. Ok. Rồi. Hôm qua cũng được một mớ đồ nè. Bức em áo sinh lực shop hết rào. Trời ơi. Tí nữa coi có áo sinh lực nào đẹp hơn không. Rồi tính ra này nó shop rào. Bọn nó shop luôn. Rồi. Lần anh Nai còn bằng ti không ta? Ai?
có thằng OC ra được không? Đợi 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 em nhận cho rồi em lấy cho. Hai anh Tùng ơi. Lực lực không. Bánh lôi da bao động họ. Rồi, cuối mấy con cuối cùng nữa xong rồi em ơi. Rồi, mấy con nữa. Đánh nào mấy con cho ông anh nữa rồi xong. Đai lưng này bán được 1-2 kim nha ông thằng. Đồ hôm trước bán một đai lưng kháng lôi 30 sinh lực lượng 100 mới có tiền nha. Này không sinh lực sao có giá được. Chưa bán được số kim đai lưng ông thằng. 240 xu gỡ cái đường. Cui này. Rồi nó ra thêm con này. Lưng này trò chứ bán làm gì? 1-2 kim bán làm gì? Cho người mươi xài bán làm gì? Được đây. Thổ phụ đang bằng cái này. Một cây vũ khí mọc, à, một cây vũ khí thổ à? Lôi sát anh này. Ui. Lôi sát hai cây vũ khí thổ nha. Số ra. Ra. Cho thằng thủ lý 2. Thủ lý 2 được chứ. Áo thiệt. Số. Số. Bữa cái này dậy lúc nãy. Bao tay lúc nãy. Ngọc bòi lúc nãy. Ngọc bòi chốt luôn. Lôi sát xấu dòng. Vãi. Lôi sát không bằng. Đồ xấu dòng nó mới ghê. Rồi gì em dịch anh đâu rồi. Này. Xong rồi có mấy cái món. Có mấy con không có gì đó. Ông được cái ngọc bòi làm 120. Không có gì. Bằng rác. Có đặc biệt đó đánh luôn đi. Rồi đặc biệt đâu ra. Ngủ mà. Ngủ. Rồi, chỉ lái được cái ngọc bòi này, 520 thôi, vứt cho xe nào vứt này. Cái này chạy bán chả ai mua đâu. Vài chục vạn á, không ai mua luôn. Rồi. Mới này là 3 đồ rác cho anh em trong bang thôi nè. Đó. 3 đồ rác lên trong bang thôi. Này cho ngày mi. Rồi. Bên này thì con ngày mi này được ít đồ cũng đồ rác thôi nè, cho anh em xem. Bắt này thì đánh một toàn đặc biệt đồ nó ra cái áo trang sức trang bị các kiểu mà đồ cũng toàn rắc ít tinh hồng nữa nè. Giờ nó về kiểu gì ta, giờ chạy bộ gì về thường trường bắt đi. Đây anh em ơi, ngồi bán luôn cho rồi nè. Có nào bán không? Ô tay này bán luôn nè, nó đưa lại nhận bán nè. Tự tự ba cái gì đây. Ôi 20-40, anh được một cái nón 20-40 nè, lúc này của anh Tùng này, ngon. 20-40 này cũng dậy, hai cũng có một cái. Lăng làm 140 nè. Khăn lôi 25-19. Khăn lôi 23-19. Mấy chai này thì cho anh em trong bang xài nè, không có nhiêu tiền. Đã lượng 22-30, sinh lực nguồn lực. Nhẫn sinh lực, khăn lôi 9 này cũng vứt rác thôi. Nhẫn này cũng rác luôn, 15-30. 16 cũng rác luôn. Ngọc bòi 25-30 cũng rác luôn. Cái ngọc bòi thổ không ai xài. Bà tay thổ không vậy, chả ai xài. Điều thấy nó đẹp đẹp giữ lại cho vui thôi nè. Còn mấy nó chả ai xài. 25-19. Mấy rác nè, giao dịch bên này. Rồi, anh em xem bắt 60 này đừng quên để lại cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Không về bờ được món nào hết anh em ơi. Không có món nào siêu phẩm anh em ơi. Toàn mấy món củi bắp sida thôi nè. Chả có món này siêu phẩm cả. Đây được, hãy đi vứt qua cho cái lò nó cất rồi. Anh em nào trong bang cần á, vứt qua cho anh em xài. Chứ mấy đồ này không có bán đâu nè. Không bao nhiêu. Bán chả bao nhiêu tiền. Toàn rác quá rác. Ăn lôi được chung không. Rồi à, đặc biệt chắc đỡ ngày mai nè mây. Tầm này cũng khuya rồi, chắc hãy ngủ số nè mây. Hẹn anh em ngày mai gặp lại nè mây. Ngày mai nếu mà anh em trong bang có đánh nữa, hãy đánh phụ em bang tiếp tục nè mây. Đây, mấy cái đồ này vứt vị phong các kiểu. Ừ, cái đó mà đai lưng ngon nè. Mấy đang còn đai lưng, đưa cái nón. Thiệt sự luôn. Cái nón thiệt sự, nón mình đang xài nón thủ lý rồi. Nón đang xài thủ lý rồi nên đâu thay nón được. Đó mà vô đai lưng thì thay vào đai lưng thì mang được. Thêm được 20 kháng hỏa. Bỏ bao tay ra. Thay vào đai lưng được. Bao tay này xấu á. Tay này đánh ra xấu á. Nó đang sàng thủ lý rồi chứ. Rồi, đã bước cho xe đi.
Anh em nào cần cứ liên hệ. Những cái đồ này trong bang phải cho hết nha anh em. Trong bang là vứt cho anh em hết. Tinh hồng thì tinh hồng thì tinh vậy. Anh em nào cần vứt qua xài. Ba thiết là hát nó vứt cho nên nút trước rồi. Rồi, anh em xem video đừng quên đã làm like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Bây giờ Khải cho lên đại tràn nha nè. Bánh này toàn rác thôi anh em ơi.